Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Dạ, mua Phật. Dạ con có một cái câu hỏi, với lại con hiểu cái câu hỏi đó. Xin sư thầy cho con xin hỏi đạo và ngộ đạo. Đạo á có nghĩa đen là con đường. Ngộ á là tỉnh thức ra, hiểu biết thấu đáo. Ngộ đạo á là giác ngộ được con đường tâm linh. Ví dụ như trước đây con là một thanh niên chưa từng đi chùa, rồi tình cờ nghe được một bài thuyết giảng nói về cuộc đời Đức Phật, thấy là Đức Phật hay quá, những đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại về bình đẳng xã hội, bình đẳng giới, hấp dẫn quá, cho nên con đến chùa Trà Can làm lễ quy trở thành Phật tử. Thì cái đó được gọi đơn giản nhất là ngộ đạo. Ở mức độ chiều sâu đó, thì ngộ đạo sẽ giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân. Cái đó được gọi là giác ngộ chân lý, trở thành thánh. Thì khi mà giác ngộ trở thành thánh đó, thì các vị thánh sẽ có 4 câu tuyên bố với chính mình: tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại sanh tử theo nghiệp nữa. Thì người như thế được gọi là người ngộ đạo, trở thành thánh. Điều đó chưa thật sự cần thiết với người tại gia. Ngộ đạo với người tại gia là hiểu được Đức Phật lịch sử, hiểu được những lời dạy chân lý và đạo đức của Ngài, và áp dụng theo để được phước báo, hạnh phúc, tuổi thọ, bình an, giàu sang, phú quý, và không nhiễm đắm trên những thứ này, biết chia sẻ cho các mảnh đời kém may mắn hơn chúng ta. Người như thế được gọi là người ngộ đạo. Còn việc biết ăn chay, niệm Phật, lạy Phật chỉ là các nhân duyên lành nhỏ thôi, nó chưa quan trọng, mà ngộ đạo mới quan trọng. Cách đây mấy thập niên, khi Tố Hữu ngộ được con đường cộng sản đó, thì ông rất là mừng, cảm tác ra 4 câu thơ: từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chói qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Tức là chỉ là một và chủ nghĩa, mà cái sự ngộ đạo về cái chủ nghĩa này của Tố Hữu nó còn sáng sủa đến thế. Đa khi giác ngộ chân lý của Đức Phật thì nó cao hơn cái chủ nghĩa này nhiều, thậm chí là vài chục lần, vài trăm lần. Là nếu người nào có năng lực làm thơ giỏi như Tố Hữu hoặc là giỏi hơn á, thì cái biểu cảm về việc mà tiếp nhận được chân lý Phật đó, nó sẽ hấp dẫn hơn cái bài về từ ấy trong tôi của Tố Hữu. Như vậy khi ngộ được đạo Phật, chúng ta sẽ trở thành con người mới, và từ thời điểm đó nó mở ra một cái bước ngoặt mới trong đời. Đó là trước đây thay vì đó ai đánh mình cái là mình đánh làm cái, ăn miếng trả miếng, bây giờ chúng ta biết nhường nhịn, rồi hòa giải, xóa bỏ hận thù, là biến thù trở thành bạn. Trước đây chúng ta ích kỷ cho bản thân, vô cảm với tha nhân, bây giờ biết quan tâm, biết trách nhiệm, biết xung phong, biết tình nguyện, biết chia sẻ, biết nâng đỡ, biết giúp đỡ. Có nghĩa là từ lúc ngộ đạo Phật, chúng ta phải trở thành người hữu ích và có giá trị hơn, và ai cũng cảm nhận được điều đó. Mối quan hệ xã hội từ đó nó rộng ra, vui vẻ, hoan hỷ, cởi mở, chân thành, hợp tác, và có thêm được nhiều giá trị mới. Thì đó là những giá trị của việc ngộ đạo. Còn người nào chỉ dừng lại việc hiểu đạo Phật qua lý thuyết nhưng chưa áp dụng đạo Phật vào trong cuộc đời thì cái đó chưa được gọi là ngộ đạo. Tức là mới may mắn tìm thấy được đạo Phật thôi. Còn ngộ thì nó đòi hỏi là gì? Chúng ta trải nghiệm với, sống với nó. Giống như
con người cần thức ăn để nhai, nước để uống, không khí để hít thở, áo quần để mặc, trang sức phẩm để làm đẹp, nước hương để làm cho mình trở nên thơm tho. Nếu như mỗi người Phật tử ngộ đạo biết tận dụng được như thế đó, thì cuộc đời quý vị nó mở ra một trang mới, và từ đó hạnh phúc tức là dân trào, và người đó có mặt ở đâu cũng đều góp phần mang lại an vui hạnh phúc cho những người khác. A Di Đà Phật, con kính thưa thầy, thầy truyền giảng cho làm thế nào gia đình được hạnh phúc và con cháu được học hành tiến bộ. A Di Đà Phật, trân trọng cảm ơn thầy. Câu hỏi của vị Phật tử này đó là phúc để cho con cháu hưởng, phải không ạ? Vào thời của Đức Phật đó, Ngài chia phước báo nó gồm có 5 loại chính. Thứ nhất, phước tướng. Phước tướng nó gồm có tướng đẹp do gen di truyền của cha mẹ ông bà, và tướng đẹp do sự hoan hỷ thì được gọi là hỷ tướng. Giống như thầy Nhật Từ là lùng sủng á, có một thứ năm, nếu bên ngoài chắc chắn là ế vợ nhưng mà giờ đi tu thân tập Phật pháp cho nên cái hoan hỷ nó xuất hiện ở trên gương mặt. Do đó quý vị dù nhìn thấy ông thầy ốc tiêu này, quý vị vẫn cảm thấy vui, không ạ? Thì cái đó gọi là hỷ tướng. Còn quý vị nhìn thấy thượng tọa tánh hạnh rất là đạo hạnh ha, thì tự động quý vị cảm mến, thì cái đó được gọi là hỷ tướng. Thứ hai là phước tài sản và các tiện ích cuộc sống, là kết quả của việc bố thí cúng dường và kiến thức về kinh tế và cách làm kinh tế tốt. Thì ai muốn có tài sản thì phải hội đủ yếu tố đó, chứ còn cầu nguyện coi ngày coi giờ kiên cử này nọ không mang đến tài sản nha quý vị. Phải có kiến thức kinh tế và làm kinh tế giỏi, và phải biết chia sẻ phước báo đó, thì tài sản phước báo đó mới còn hoài với chúng ta. Thứ ba, phước sức khỏe và tuổi thọ. Sức khỏe được gen di truyền quyết định 80%. Nếu cha mẹ ông bà của mình có tuổi thọ 80 trở lên thì con cháu nếu không nghiện ma túy, nghiện rượu bia, nghiện thuốc lá, nghiện cờ bạc, thức khuya, nghiện game điện tử thì tuổi thọ của người đó trung bình là 70 đến 90. Còn các yếu tố hỗ trợ còn lại thì gồm có chế độ làm việc, thể dục thể thao, ăn uống thực phẩm an toàn hay không an toàn, môi trường sống có bị ô nhiễm hay không ô nhiễm, và sự quản trị cảm xúc của đương sự, thì nó tạo ra sức khỏe và tuổi thọ. Như vậy nếu quý vị thực hành theo kinh A Di Đà, phạn thực kinh hành, mỗi ngày ăn cơm ba cử, ăn cơm xong thì đi thiền hành từng bước thảnh thơi, thì quý vị sẽ không bị bệnh béo phì, không bị đau bao tử và không bị những chứng bệnh khác, thì sức khỏe được gia tăng. Và sự tập thiền Phật giáo sẽ tăng trưởng sức khỏe, nhất là sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí, và được hạnh phúc trong đời. Thứ tư, phước thuận duyên được người giúp đỡ. Muốn trổ được quả phúc này, quý vị phải là người rộng lượng, không giấu nghề, không bỏn trẻn si sức, không ích kỷ, tận tình giúp đỡ, chứ không bỏ con giữa chợ. Đã hứa cái gì thì làm tới nơi, đã gánh vác cái gì thì làm tới chốn, có tâm cam kết, có tâm phụng sự, và làm giúp cho người khác trước, nghĩ đến quyền lợi của tập thể hơn là lợi của cá nhân. Thì những người như thế đó, khi gặp các hoàn cảnh khó khăn đó, thì nó thường rơi vào tình huống là gì? Tiền hung hậu kiết. Lúc đầu thì hơi trở ngại, nhưng mà cuối cùng đó, được hanh thông. Không có người này giúp đỡ thì cũng có người khác đồng hành, đó là chắc chắn 100% thôi. Thứ năm, trí tuệ
vượt qua khổ đau. Thì đây Đức Phật đó, đó là cái phước lớn nhất, quan trọng nhất. Khi sở hữu được trí tuệ, quý vị sẽ sở hữu được bốn loại phước đầu. Vì trí tuệ là một loại nhận thức nhân quả, nhận thức đúng, nhận thức hữu ích, làm cho quý vị trở nên là có giá trị và hạnh phúc hơn. Do đó người tu học Phật ở mức độ ban đầu á, thì chỉ cầu mong phước báo, hiểu theo nghĩa đen đó là tài sản. Kế đến á, là tuổi thọ. Kế đến á, là thăng quan tiến chức trong xã hội, đó là thuận duyên. Nhưng ít ai quan tâm đến việc sở hữu trí tuệ. Còn đạo Phật á, thì dạy bốn loại phước đầu á, thì nó tạo ra cái sự tiện ích cho cuộc sống, làm cho mình á, cảm thấy thoải mái hơn, đi tới đâu cũng thành công, làm có gì cũng được kết quả. Còn loại phước thứ năm, yếu tố quyết định cho các loại phước còn lại, cần phải được sở hữu bằng việc học Phật đến đến chốn, và thực tập Phật giáo đến đến chốn. Học Phật qua sách vở, học Phật qua internet, học Phật qua khóa tu, học Phật qua sách nói. Và nói tóm lại, để phước cho con cháu không quan trọng bằng cách giúp cho con cháu trực tiếp gieo trồng năm loại phước đó. Cái gì được thừa kế mà không phải tốn công sức làm ra, người thừa kế phần lớn không quý trọng. Ở chế độ nào, quốc gia nào, thời đại nào cũng vậy. Con ông cháu cha phần lớn là những kẻ phá của, phá hoại, phá xã hội, ăn chơi, đàn đúm, và thường có một cái hậu vận rất là bế tắc. Đó là bởi vì làm phúc để cho con cháu mà không biết hướng dẫn con cháu cái cách để sở hữu được phúc. Cho phúc cho con cháu không bằng cách cho con cháu kiến thức để đạt được điều đó, tương đương bằng mình hoặc là nhiều hơn mình. Thì vậy, muốn cho con cháu được hạnh phúc thì quý vị hãy giúp cho con cháu làm Phật tử từ nhỏ. Chùa Giác Ngộ mỗi năm tổ chức lễ cưới trung bình là 30 đến 40 cặp. Ngày 20 tháng 12 2018 sắp tới đó, thì chùa Giác Ngộ sẽ bảo trợ cho 50 cặp tàn tật làm đám cưới tại chùa, và hỗ trợ họ 20 triệu, gồm có 10 triệu tiền mặt và 10 triệu quy đổi thành quà, gồm nhẫn cưới, áo dài cưới, album cưới và một số quà tiện ích khác. Thì trong 4 điều phát nguyện trong hôn nhân á, thì điều thứ 4 á, tôi yêu cầu chú rể và cô dâu phải phát nguyện chú con ý thức hạnh phúc mình sở hữu, cam kết với Phật hướng dẫn con cháu làm Phật tử từ nhỏ, dồn hết tâm huyết và phương tiện xây dựng tương lai và hạnh phúc cho các con. Hạnh phúc lớn nhất cho các con á, là gieo trồng cái kiến thức để các con có được năm loại phước báo nêu trên. Do đó làm cha mẹ, quý vị phải có trách nhiệm dẫn dắt con em làm Phật tử từ thủ lên ba. Nếu các cháu tuần nào cũng đi, thông qua tấm gương siêng năng của mình, thì khi lớn lên hôm nào bận không thể đi được chùa vào ngày chủ nhật, thì các cháu sẽ còn cảm giác là thiếu vắng một cái gì đó rất quan trọng trong đời. Chúng ta phải tập thành thói quen đó. Do vậy, kiến thức sở hữu được phước quan trọng hơn là thừa kế phước và tiêu thụ phước. Khi đã có phước rồi thì đừng phí phạm nó, hãy tiếp tục tiết kiệm và tạo dựng phúc đức cho mình. Các phúc đức sẽ trở thành vệ sĩ thật, hộ pháp thật, bảo vệ cho chúng ta trên từng cây số. Mỗi khi gặp khó khăn và trở ngại, người khác thiếu phúc thì không thể vượt qua, chúng ta sở hữu được phúc thì phúc trổ quả, chúng ta sẽ được vượt qua và được tiếp tục hạnh phúc bình an. Dạ con chào thầy. Dạ thưa thầy, con năm nay 15 tuổi. Con cắt ở đây là con ở Quán Thèm 1. Dạ, là con cũng hay đi chùa để bốc thuốc, nên con hôm nay có dịp nên con cũng lên đây để mà nghe thầy dạy. Con dạ. Có nghe thầy giảng có hiểu không? Dạ có. Hiểu hả?
Dạ. Vì con có thắc mắc gì con có thể đặt một câu hỏi ha. Dạ thưa thầy, là làm là mình làm thế nào để mà mình không còn sân si á thầy, mình không còn ghen ghét người ta, mình không còn ganh đua người ta nữa. À, cảm ơn con, câu hỏi rất là hay. Si đó là thiếu hiểu biết. Muốn vượt qua cái si đó thì chịu khó đọc kinh Phật để mở trí tuệ, đọc các sách khoa học để mở hiểu biết về cuộc sống, đọc các sách giáo khoa để có các kiến thức phổ thông về các lĩnh vực và ngành nghề, thì tự động sự si mê sẽ hết đi. Đọc kinh Phật đó, thì khép lại si mê nhanh nhất. Về sân đó thì nó có nhiều dạng, nặng nhất là giết người qua chiến tranh, khủng bố, đánh loạn, chửi bế. Nhẹ là thái độ không hợp tác, ganh tị, tị hiềm, ghen tức, hơn thua, rồi nổi loạn, kháng cự, cốc cận đề. Để vượt qua tâm lý sân đó, thì các bạn cần lưu ý một số điều như sau. Thứ nhất, nghe sâu, hiểu thấu và cảm thông. Thì thường cái mà làm cho chúng ta sân là lời nói và hành xử của người khác theo hướng không phù hợp với chúng ta kỳ vọng. Thì lúc đó quý vị hãy nghe sâu sắc, rồi hiểu thấu đáo, thông cảm được tại sao trong bối cảnh đó, thời gian đó, không gian đó, người đó lỡ lời nói như thế, chẳng hạn như chửi bế, chì chiết, nói nặng, nói nhẹ, thậm chí là vu oan, rồi xuyên tạc, vu cáo, hay là bôm phồng sự thật lên, chúng ta cảm thấy rất là phẫn uất và khó chịu, thì lúc đó hãy cảm thông và không phản ứng. Bước 2, thay thế phản ứng bằng việc hít thở thiền. Thì thông thường những người nóng tánh đó, là thích phản nhanh, rồi chuyện ra sao thì tính sao, không cần sợ, không có lo lắng gì hết đó. Người ta đánh mình thì mình đánh lại, ta chửi mình chửi lại, ăn hiếp mình ăn hiếp lại. Bây giờ mình không làm như thế nữa. Lúc đó tập hít thở thật là sâu, quý vị chỉ cần nhẩm câu tránh voi chẳng hổ mặt nào. Không phải mình là bạc nhược yếu đuối, nhưng mà mình không muốn gây sự. Một đứa cọc cần thêm đứa nữa thì hai đứa cọc cũng như nhau. Vì thế nên ta phải nhịn người, dầu ai mắng chửi cũng vui tươi. Người bản lĩnh mới làm được việc đó. Thì để vượt qua cái cảm xúc khó chịu, với việc hít thở, hít thật là sâu, hít vào một hơi thật là sâu 6 giây, nín thở 2 giây, thở ra một hơi 6 giây, nín thở 2 giây, đó là thở 4 thì. Nó làm cho nhịp tim được điều hòa lại. Khi mình nóng giận lên, tim nó đập phình phịch, cái đầu mình máu lên, nóng răng, cơ thể của mình nó khó chịu, miệng mình nói cái lập bập run run, thậm chí có người xanh mét cái mặt, hay là đỏ lờm cái gương mặt. Đây là phản ứng giận dữ do thái độ không hài lòng. Thì bây giờ chúng ta hít thở để điều hòa nhịp tim, điều hòa não, và theo dõi hơi thở thôi. Hai cửa lỗ mũi, khoang mũi, thanh quản, rồi ngực, bụng, đan điền. Thì khi khí đi vào vị trí đó, liên tưởng phình. Khi khí tống ra khỏi đan điền, bụng, ngực và ra bên ngoài, thì liên tưởng thoát đan điền, thoát bụng, thoát ngực, xẹp. Tập trung vào hơi thở, đếm hơi thở thôi, thì tự động chúng ta không cảm thấy mình là nạn nhân, không cảm thấy mình bị quê, và mình đủ điềm tĩnh để không kiếm chuyện, không gây sự. Điều 3, không tài lanh làm thế chức năng của luật pháp và luật nhân quả. Kẻ xấu chửi bới mình, đánh lộn với mình thì người đó phạm pháp. Bây giờ mình làm lại thì mình cũng phạm pháp giống người đó. Nếu tình trạng xấu đó là nghiêm trọng, chúng ta nhờ luật sư can thiệp giúp đỡ bằng tiến trình tố tụng. Còn bản thân mình thì không bị vướng kẹt vào cái vụ đó. Nếu như người đó có quyền thế lớn, được bao che, được ô dù, luật pháp không sờ gái đó được, thì quý vị đừng hận tức,
hãy nghĩ rằng người ta có khôn ngoan chỉ có thể qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Thì bằng cách đó đó, luật nhân quả sẽ trừng phạt những người người xấu, mình không cần phải trừng phạt họ. Còn họ phạm pháp thì mình phải thưa kiện, được phép làm như thế. Điều 4, không nên xem mình là nạn nhân và người khác là tác nhân gây tạo ra nỗi khổ niềm đau. Mặc dầu về luật pháp chúng ta có đủ các bằng chứng, gồm có nhân chứng và vật chứng, và phán quyết của tòa án rằng kẻ xấu đó là có tội, mình là nạn nhân. Để vượt qua nỗi khổ niềm đau và tâm khỏi bị sân thì chúng ta phải nhẩm thế này: tôi không bị kẹt vào nỗi khổ niềm đau này. Nỗi khổ niềm đau này không phải là tôi, không phải là tự gã của tôi, không phải là sâu của tôi. Tôi không phải là nạn nhân, và kẻ xấu ác đó không phải là tác nhân. Thì bằng cách đó chúng ta dễ dàng tha thứ và bỏ qua cho họ. Nhưng mà luật pháp vẫn tiếp tục nghiêm trị, và luật nhân quả phải tiếp tục nghiêm trị người đó. Chúng ta tha họ để mình và họ không trở nên quan trái từ kiếp này sang kiếp khác. Thì đó là một số tâm niệm giúp cho chúng ta có thể vượt qua được trạng thái sân hận, giận dữ, ghen tức, ganh tức, hơn thua, hận thù. Và đối với những người làm doanh nghiệp đó, thì nên nhớ cái câu: thương trường không phải là chiến trường. Khi mình cho thương trường là chiến trường á, thì tự động chúng ta vô tình xem những người sản xuất cùng một nhóm hàng hóa là kẻ thù, là đối thủ. Chúng ta hận thù người đó. Cứ nỗ lực đầu tư thật tốt, dòng sản phẩm của mình chất lượng cao, mẫu mã hấp dẫn, giá cả phải chăng, độ bền lâu, biết tiếp thị, biết khuyến mại, thì tự động dòng sản phẩm của chúng ta sản xuất có chỗ đứng trong thương trường và tạo thành uy tín, được nhiều người tiếp tục tái sử dụng đó. Thì bằng tâm niệm như vậy đó, thì tất cả các quan trái giữa mình và người khác có đó, có thể tháo mở được ở kiếp này. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, quý vị tập thực tập từ bi, liên tưởng tâm từ bi, lời nói từ bi, hành động từ bi, trở thành nguồn năng lượng từ bi tỏ ra từ tâm, từ trái tim, từ 84.000 lỗ chân lông, tương tác và tiếp xúc được với những kẻ thù, những kẻ gây nỗi khổ niềm đau cho chúng ta, những kẻ phá đám, chọt gậy, phá bánh xe, những kẻ gây hấn, kiếm chuyện, và những người quan trái với mình. Và lúc đó quý vị liên tưởng như là tù ngục bị sụp đổ, cửa ngục bị phá toang, dây xiềng xích bị chặt đứt, và mình và người đó đang bắt tay nhau và trở thành bạn. Cứ nhẩm điều đó thường xuyên với năng lượng từ bi lớn. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua được các quan trái. Còn về phương diện, nếu đó là hậu quả của một nghiệp xấu nào đó mình đã lỡ làm, thì chúng ta phải nỗ lực chuyển nghiệp ngay kiếp này. Ví dụ trước đây là mình là dân giang hồ, giết người, cướp người, chửi bới người, ứng xử anh chị đại bàng đen, đại bàng xanh, đại bàng đỏ, thì đến lúc nào đó chúng ta bị trả quả, thì chúng ta phải gieo nghiệp thiện để kết thúc nó. Thì đó là tất cả những việc cần làm để vượt qua các sợi dây quan trái và các ứng xử không như ý, không hài lòng từ những con người, sự vật, sự việc, tình huống mà mình không hoan hỷ hay là không có là đón chờ. Dạ, bạch thầy, hôm nay cũng có duyên lành con tới đây nghe pháp của thầy. Con muốn câu hỏi, muốn hỏi thầy là làm thế nào để mình im lặng khi người ta nói những lời khó nghe đối với mình, và có một mình làm thế nào để có một cuộc sống thanh thản? Trong trường hợp á, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, mình nhường nhịn mà người ta lại lắng tới, thì lúc đó con chịu khó thuộc cái bài ca này và nhẩm ở trong đầu của mình, mở một nụ cười thật là tươi. Ai nói gì thì mình cứ nghe, nghe sâu, hiểu thấu, thương nhiều, buồn chi mà năm ba bữa, để cho tâm tư héo sầu. Khi buồn
ta thở thật sâu, nỗi buồn tan biến thật mau, tan tình, tan tính, tình tan. Rất tiếc là thầy không biết ca. Đó là một giai điệu mà thiền sư Dứt Hạnh phóng tác ca lên rất là hay. Và khi mà mình bị người ta nói xấu, ứng xử xấu á, để vượt qua thì cứ nhẩm với bài đó ha, nở nụ cười. Và bắt chước như Đức Phật á, người ta chửi Đức Phật, Đức Phật cũng cười. Người ta nói khích Đức Phật á, bọn ông điếc ông không nghe, Đức Phật cũng cười. Rồi người ta lại nói bọn ông câm, ông không chửi lại tôi được, Đức Phật cũng cười. Thì làm như vậy cái người chửi cục hứng mắt. Còn khi mình hồi đáp lại đó thì người ta mới có cớ để tiếp tục là đấu khẩu, tranh chấp với mình. Còn giống như một bàn tay nè, coi hình dung nè, nếu thầy cầm cái nắm tay này đấm vào hư không, nó không có trúng cái gì hết á, nó không có lực phản hồi. Đấm riết đó, mỗi tay là không đấm nữa. Còn nếu thầy đấm vào bao cát hay đấm vào cơ thể một người nào đó thì thầy mới có cảm giác hứng thú là tiếp tục đấm thôi. Đánh lộn phải có hai người chứ đâu có đánh một mình. Đánh một mình đó là tập luyện, còn đánh lộn là phải có hai người qua kẻ lại. Thì tương tự cái hận thù á, mà có người nói qua kẻ nói lại, người gây hấn kẻ kiếm chuyện, người là tạo cớ thì người kia tham gia, thì vấn đề từ đơn giản nó trở thành phức tạp và nghiêm trọng. Còn bây giờ mình nhường nhịn, ai muốn thắng mình nhường cho thắng, còn bản thân mình không tham gia cái cuộc đấu đó. Thì con nên nhớ cái câu mà Đức Phật nói như thế này: ta không tranh luận với đời, không tranh chấp với đời, không cãi lộn với đời, chỉ có đời vì chưa hiểu mới tranh luận tranh chấp với ta mà thôi. Thì con nhớ lời Đức Phật dạy như trên. Cho nên khi ai mà muốn thắng như mình thì mình nhường cho thắng. Còn á, mình quan trọng nhất là thắng chính mình. Thắng 1000 quân Nhật ở ngoài trận tuyến, nó thuộc về kiến thức binh pháp. Còn thắng chính mình mới là chiến thắng vĩ đại. Thắng chính mình nghĩa là làm chủ được cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống, làm chủ cách ứng xử. Người đó được gọi là bậc trí và được gọi là người tỉnh thức. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.